Ui, thôi. Em này nở quá, không lọt qua được cái khe này đâu. Loại. Ôi trời ơi, anh, sao anh loại em vội thế? Em vẫn muốn được nhận quà của hàng anh mà. Nhưng mà đây là thử thách đường phố, có luật lệ rõ ràng. Em phải chui qua được cái khe kia thì mới được tặng quà chứ. Cái khe bé như thế này, làm sao em lọt qua được? Em có phải người dây đâu. Thế nên là thử thách, khó thì mới được tặng quà. Hay là anh cho em thử thêm một lần nữa đi. Thôi, anh nghĩ em không cần phải thử đâu. Thử cũng thế mà. Vòng 1 em to cái này, quà cái đấy cũng được. Anh, thế không còn cái cách nào khác để châm trước cho em được à? Nghe nói ngoài cái thử thách đường phố này ra, cửa hàng điện thoại của anh cũng có một chương trình trúng thưởng điện thoại. Em cũng muốn được tham gia. À, đúng rồi. Nếu muốn ý, thì anh có thể châm trước, tác động giúp em để nhận được giải thưởng to nhất. Nhưng mà phải xem thành ý của em thế nào đã. Anh, bên kia đường có cái nhà nghỉ đấy, mình qua đó đi. Em sẽ thể hiện thành ý của mình với anh. Mà nhìn anh thế này cũng đúng là gu của em rồi đấy. Đây, em đi vào đây. Đây là căn phòng duy nhất còn lại ở tòa nhà của anh. Em cứ xem thoải mái. Em chốt luôn căn này nhá. Anh làm giấy tờ đi, sau em chuyển khoản tiền cọc cho anh luôn. Với cả tiền nhà thì em sẽ đóng 3 tháng một lần ạ. Em chốt luôn á? Thế không cần phải về suy nghĩ gì à? Không ạ. Em cũng chốt căn này. Em đặt cọc luôn. Ơ này, cô ở đâu ra đấy? Tôi đến đây trước cơ mà, tôi phải được quyền chốt trước chứ. Tôi cũng cần phải thuê căn phòng này mà. Tôi cũng cần, cô tưởng mình cô cần à? Phòng này vừa đẹp, vị trí thuận lợi, giá lại rẻ. Mình không thể vụt mất vào tay của ta được. Đợi em một chút, em ra nghe điện thoại nhá. Em cứ đi ra đi. Anh, em là gái độc thân, em chẳng có bờ vai nào để nương tựa cả. Em rất cần thuê căn phòng này để làm nơi nương náu. Anh có thể cho em thuê được không? Cái gì cơ? Em vẫn đang còn độc thân á? Điêu, xinh đẹp như em ấy, mà lại độc thân thì hơi phí. Em nói thật mà, em rất thích cu đàn ông nói chuyện nhẹ nhàng, cư xử ân cần như anh, mà mãi em chẳng tìm thấy ai cả. Thế thì có khi em về đây ở là tìm được đấy. Hay là anh cho em thuê căn phòng này đi. Ồ, tất nhiên rồi. Người xinh đẹp như em lại khéo léo như vậy thì chắc chắn là phải ở đây rồi. Nhưng mà anh có thể linh động cho em thêm một chút nữa. Em thuê nhà mà không cần đóng cọc được không? Còn tiền nhà hàng tháng em sẽ đóng cho anh. Cái gì cơ? Thuê nhà mà không cần cọc, đóng tiền nhà tháng một lần á? Em làm thế thì khó cho anh quá. Bởi vì là khách nhà anh ấy là phải đóng ít nhất 3 tháng một lần. Anh nói thế nghĩa là em đang làm khó anh à? Thì em cũng biết rồi đấy. Khách ở đây là phải cọc trước 1 tháng, xong rồi đóng tiền nhà ít nhất 3 tháng một lần thì anh mới cho thuê. Chứ em làm như thế thì anh. Anh đấy. Anh linh động cho em tiền nhà thì em cũng linh động cho anh cái khác. Em linh động cho anh cái gì? Cảm ơn em yêu đã sang xếp đồ với anh nhá. Đêm nay bay rồi mà anh cũng chưa chuẩn bị gì cả. Giờ anh đã thấy tầm quan trọng của cô người yêu này chưa? Ai bảo anh cứ mãi làm mãi ăn, quên hết cả thời gian. Đợt này cửa hàng mở nhiều chi nhánh ở các tỉnh quá, nên là anh là quản lý, anh phải đến tận nơi. Nhưng mà anh phải nhớ giữ gìn sức khỏe đấy, đừng có mà mãi làm quá xong quên cả ăn. Anh biết rồi. Mà cái vụ tìm phòng của em nào rồi? Tìm được chưa? Thôi anh đừng có nhắc đến nữa. Hôm đấy em đã tìm được một căn rất là ưng ý rồi, đã chốt rồi. Thế em lại bị nõng tay trên mất. Nghĩ đến lại thấy bực. Em xong rồi đấy à? Dạ vâng. Mà cho anh hỏi là em sinh năm bao nhiêu ấy nhỉ? Em 94 ạ. 94 à? Đấy thì 94 là tí xỉu dần vào thì tí ngọ mùi thân rộng. Tuất. Ôi giời. Tuất à? Không hay. Rồi. Anh thì 93 tuổi rộng. Tuất là chó, mà rộng là gà. Chó cắn gà không hợp. Ý anh là sao? Anh cũng nói với em biết này. Từ ngày xưa đến nay là anh rất kỵ cho người tuổi Tuất đến thuê nhà.
Tại vì là ngoài tuổi Tuất ra, em còn mệnh hỏa, anh lại còn mệnh kim. Hỏa khắc kim rất không hợp, không hợp. Ý anh là anh không cho em thuê nhà nữa? Em rất tốt, nhưng mà anh rất tiếc. Anh buồn cười rồi đấy. Em chưa từng thấy ở đâu cho thuê nhà lại còn xem cả tuổi cả mệnh của khách luôn á. Thì bây giờ em thấy rồi đấy. Mà này, anh nói cho em biết này, anh là chủ của hai tòa như này, chứ anh không thiếu tiền đâu nhá. Mời em về cho, đi. Này, sao anh lại đuổi khách như thế chứ? Này nhá. Rất việc. Em này, bây giờ anh là người yêu của em rồi nhỉ? Thôi, cố gắng tìm thêm vậy, anh Thương. Mà anh phải đi đây. Tạm biệt em yêu nhá. Mấy hôm nữa anh về. Nhớ em yêu quá. Em chuyển ra phòng mới thế này, chúng ta lại có thêm nhiều không gian để gần gũi nhau rồi. Anh đi đâu mà mang nhiều đồ thế? À, anh sang với em mấy hôm, rồi anh cũng lại phải đi công tác tỉnh luôn đấy mà. Anh yêu đi công tác tỉnh tốt nhá. Cửa hàng điện thoại của anh khi nào có chương trình trúng thưởng lớn, nhớ đến cô người yêu này đấy nhá. Được rồi. Mà sao lần nào cũng sang nhà em? Em chưa bao giờ sang nhà anh cả. Hay là anh có vợ rồi? Vớ vẩn. Vợ nào? Vợ đây này. Ồ, xin lỗi, nhầm phòng nhá. Cái gì thế hả cháu? Chuyện quái gì đã xảy ra thế này hả? Anh Phiêu, em tưởng anh là đi tham quan mấy căn hộ ở Hà Đông sửa điện nước rồi mà. Đúng, tôi đi đánh chìa khóa ở bên đấy, cũng tiện định đánh cho cô luôn. Mà ai ngờ bước chân đến đây đập vào mắt của tôi là cảnh này đây. Trang, thằng này là thằng nào? Tôi là người yêu của cô ấy. Bỏ cái tay xuống. Người yêu? Đúng. Thế tôi dùng chung đồ với thằng này à? Anh, nghe em giải thích đã. Thật ra thì em thích cả hai anh. Này, cô nói cái gì ấy? Nghe cho nó đỡ chối tai đi có được không? Hả? Hay là trái tim của cô bích sai, thích dùng chung hai người? À, thế hóa ra là cô nói yêu tôi chỉ để lợi dụng tôi à? Lợi dụng tôi là quản lý của cửa hàng điện thoại để trúng thưởng à? Hóa ra là như vậy. Cuối cùng thì tôi cũng hiểu là cô cũng chẳng thích thú gì tôi cả. Chẳng qua là cô đến với tôi là chỉ vì được thuê phòng giá rẻ thôi, đúng không? Đúng là khốn nạn. Cô, tôi và cô chấm dứt. Còn cô nữa, đứng đấy làm cái gì nữa? Thu dọn hết tất cả đồ đạc ấy, rồi cút ra khỏi nhà của tôi. Chỗ này không chứa chấp có loại người như cô. Này, anh quá đáng vừa thôi nhá. Bảo đuổi là đuổi à? À, tôi là chủ nhà đấy. Tôi chứa chấp cô ấy là chỉ vì cô là người yêu của tôi thôi. Chứ đến cô tiền cọc không đóng nổi thì đừng kêu ca cái gì nhá. Thu dọn đi. Ý mất 20.000 đánh chìa khóa. Anh về rồi đấy à? Anh có mệt không? Mệt chứ, nhưng mà nhớ em còn mệt hơn. Chỉ khéo nịnh thôi. Thôi anh đi vào rửa ráy chân tay đi, rồi ra đi ăn cơm. Hôm nay em biết anh về nên là em đã sang đây từ sớm để chuẩn bị đồ ăn cho anh ấy. Người yêu anh nấu ấy, lúc nào cũng là ngon nhất. Thôi, đợi anh rửa tay rửa chân cái nhá. Alo. Cô Linh đúng không? Tôi Phiêu chủ nhà đây. Chủ nhà nào cơ ạ? Dạo này tôi đi xem nhà nhiều lắm. Anh nói thế tôi không nhớ được ai đâu. Cái nhà mà tôi không cho cô thuê vì không hợp tuổi. À, tôi nhớ rồi. Nhà tôi lại trống phòng rồi. Cô có muốn thuê lại không? Thì để tôi đẩy giá rẻ cho. Coi như xin lỗi cô về thái độ lần trước. Thế để tôi xem lại phòng đã, rồi có gì tôi chốt lại sau. Có gì chiều nay tôi đến luôn được không? Được, được nhá. Thôi, bỏ qua cho vụ lần trước của anh ta. Hôm nay anh Hoàng rảnh, phải giúp anh ấy đi xem phòng cùng mới được. Hello. Giới thiệu với anh, đây là người yêu của tôi. Điêu. Anh này rõ ràng là người yêu của cô Trang. Đau, bỏ ra. Bấu gì mà bấu? Trang nào? Cô Trang là cái cô mà hôm trước đến thuê phòng cùng cô, mà tôi không cho cô thuê, mà cho cô ta thuê ấy. Đấy, nghĩ lại vẫn còn cay.
Hôm ấy tôi định cho cô thuê rồi, nhưng mà thôi, tôi cho cô ấy thuê vì cô ta nói thích tôi. Ấy thế mà hôm nọ tôi thấy anh này với cả cô ta bỏ ra ngủ với nhau. Cái gì? Ngủ với nhau á? Nhưng mà khoan đã. Này, vừa nãy cô bảo cô với anh này là người yêu á? Rồi, thế là cô bị ngục sưng à? Anh Hòa, anh ngoại tình sau lưng tôi đó. Không có nhá, chắc là anh ta nhận nhầm người thôi. Ừ. Này, cái cảnh tượng ấy dù tôi có mù tôi cũng vẫn nhận ra nhá. Rõ ràng hôm đấy tôi đến ấy, thấy anh nằm đè lên người cô ta rồi cười nói khúc khích. Thôi nhận đi, nhận đi. Mình đàn ông mình có phải dám làm, mình phải dám chịu. Này, anh có bằng chứng gì không? Hả? Đừng có phá hoại hạnh phúc gia đình người khác nhá. Này, thách tôi đấy à? Vẫn còn camera ở hành lang ghi lại này. Rõ ràng là tôi thấy anh với cả cô ta bước ra chung một phòng. Nhầm thế nào được mà nhầm? Thì bước ra chung một phòng thì nói ra được điều gì? Linh ơi, em nghe anh nói đã, em đừng tin anh ta. Vậy anh giải thích đi. Anh không ngủ với cô ta thì anh đến phòng trọ của cô ta làm gì? Anh đừng tưởng tôi là con ngu mà anh chống chế tôi cái kiểu đấy. Rất nhiều lần tôi đã nhìn thấy dấu hiệu nghi ngờ của anh, nhưng vì tính chất công việc của anh nên tôi đã thông cảm và bỏ qua cho anh. Anh về rồi đó. Cổ áo sơ mi của anh Hoàng dính cái gì đây? Son à? Cổ anh có cái gì trông như vết son cơ. Hôm nay cửa hàng khai trương chị anh mới, có mấy con bé PG tiếp khách. Có đứa đấy bị ngã và vào anh thì chắc là dính vào lúc đấy đấy. Tôi yêu anh như thế mà anh lại đối xử với tôi như vậy à? Linh ơi, anh biết lỗi rồi, anh xin lỗi, anh biết lỗi rồi mà, anh hứa anh. Tôi luôn là một cô người yêu biết điều và biết cảm thông, vậy mà anh lại cắm lên đầu tôi cái sừng dài như thế. Biến ngay khỏi cuộc đời tôi. Kìa, này, cô ơi. Anh ơi, anh có cần thuê phòng không anh? Cô! Vừa được thuê nhà ở giá rẻ, vừa cua được anh quản lý cửa hàng điện thoại thì lại bị toang, cày thế. Anh, thế không còn cái cách nào khác để chăm trước cho em được à? Nghe nói ngoài cái thử thách đường phố này ra, cửa hàng điện thoại của anh cũng có một chương trình trúng thưởng điện thoại, em cũng muốn được tham gia. Đúng rồi, nếu muốn ấy thì anh có thể chăm trước tác động giúp em để nhận được giải thưởng to nhất. Nhưng mà phải xem thành ý của em thế nào đã. Anh, bên kia đường có cái nhà nghỉ đấy, mình qua đó đi. Em sẽ thể hiện thành ý của mình với anh. Mà nhìn anh thế này cũng đúng là gu của em rồi đấy. Nhớ em nhiều quá. Em chuyển sang phòng mới thế này, chúng ta lại có thêm nhiều không gian để gần gũi nhau rồi. Anh đi đâu mà mang nhiều đồ thế? Anh sang với em mấy hôm rồi anh cũng lại phải đi công tác tỉnh luôn đấy mà. Anh yêu đi công tác tỉnh tốt nhá. Cửa hàng điện thoại của anh khi nào có chương trình trúng thưởng lớn, nhớ đến cô người yêu này đấy nhá. Được rồi. Anh, em là gái độc thân, em chẳng có bờ vai nào để nương tựa cả. Em rất cần thuê căn phòng này để làm nơi nương náu. Anh có thể cho em thuê được không? Cái gì cơ? Em vẫn đang còn độc thân á? Điêu, xinh đẹp như em ấy, mà lại độc thân thì hơi phí. Em nói thật mà, em rất thích cu đàn ông nói chuyện nhẹ nhàng, cư xử ân cần như anh, mà mãi em chẳng tìm thấy ai cả. Tí thì có khi em về đây ở là tìm được đấy. Hay là anh cho em thuê căn phòng này đi. Ồ, tất nhiên rồi. Người xinh đẹp như em lại khéo léo như vậy thì chắc chắn là phải ở đây rồi. Nhưng mà anh có thể linh động cho em thêm một chút nữa. Em thuê nhà mà không cần đóng cọc được không? Còn tiền nhà hàng tháng em sẽ đóng cho anh. Tạm thời trong lúc chưa kiếm được anh nào bao nuôi, mình nên làm gì bây giờ nhỉ? Hay bán cái điện thoại của ông Hoàng tặng đi, máy mới nên chắc cũng được tí.
thử thách lọt khe tặng túi sách. Mời các bạn trẻ tới tham gia ngay ạ. À, cho tủ của mình đây rồi.